Chào mọi người. Ngày thứ hai đầu tuyên, đầu tuần em lấy đồ. Này thì có lên cái khóa này. Ít đồ trên video thôi. Em đặt cái bàn lên cho đưa về quẩy. Để cái bàn lên cho về quái. Đầu tiên em lên mấy cái vịt ba ké này. Rồi một cái vết ngặn này, vết xéo bé khái, cái vết dai này, cái bài tạm phấn, một cái vết nhỏ dừa này, hàng nội địa Nhật hết á. Cái nào nữa không? Rồi cái BH1, cái này thì sai. Rồi lại thêm cái này đi. Rồi 5 cái á, 50.000. Bỏ cái này quá, cái này hơi rổ. Thay cái này đẹp. Rồi EO1 OE1 50.000. Tiếp theo một cái nhỏ dừa này, hai đầu con nguyên. Một cây vít đen. Cái này thì đầu này sai còn được thôi. Đầu bên này thì hơi mong rồi. Tiếp theo cái này, hai đầu con tuột này, vết xéo. Một cái vít vàng, cái này hư rồi, bỏ qua. Tiếp theo cái này người ta xài nhiều rồi, bé khái á, vẫn tận dụng sai được. Một cái ngặn này, bé khái này. Rồi thêm một cái ngặn nữa, bé khái á, cái này bỏ quá, cái này xấu quá. Lên cái thêm cái này nữa, bé khái này, cái này còn nguyên này. Rồi 50.000 này thì cái này cho nên nó có hơi rổ tí, xào cái 50.000. Hỏi 2 50.000. Rồi em lên 7 cái này á. Đầu tiên cái này này, đầu này sai được này, đầu bên này bị bể này. Rồi cái này thì nó hơi rổ đấy, đầu bên này thì con sai được, cái này thì đầu này sai được, hai đầu sai được. Cái ngắn này bé khai, bên này bể, bên này sai được. Cái này còn nguyên hai đầu, cái này đầu này sai cái tột, đầu này thì hơi rổ. Cái này hai đầu còn bình thường. Một cái vít nhỏ mình dẹp, một cái vít lung, cái này bốn phần đó. Một cái này bể đây, còn cái này sai được. Rồi này 50.000, về tận dụng sai một đầu đó.
Hỏi E3 50.000. Tiếp theo có đau khẩu không? Đầu này là đầu 1 phần 2 á. Đầu tiên là 8 lý này. 8 lý này, chrome vanadium. Tiếp theo 10 lý bec 1 phần 2 của KTC. Tiếp theo 1/2. 1/2 là 12.5 lít, 12.7 lít á. Cũng đâu 1/2 luôn. Tiếp theo là 15. Này 17. KTC. 14. KTC. 16 toner. Đầu 1/2 hết. Mới 9 hero. Hai ba KTC. Mới 9 chứ. 19 rồi. 23 rồi. Bảy năm. 17. 17 rồi. 10 rồi. 10 rồi. Em lại giờ này đây có thể có 26 này. 26 này to, đâu to. 26 KTC này. 3 cái này chín của Koto này. Chín của Koto. 12 hero. Tìm đâu 13 nữa. Đây 13 hero. Là đủ rồi. Bộ này đủ rồi. Mấy bộ này. Chưa đâu mấy bộ nữa. Rồi, gồm có 2 này, 4 này, 6 này, 8, 8, 10, 12, 13, 13 đâu á. Rồi, 250. OE 4 250. Tiếp theo. Đầu tiên 10 của KTC. 10 tiếp toner. 20 luôn, hai đầu khác nhau. Nó hai đầu khác nhau. Mười lăm. Yes.
Lùng xùng 19 KTC. Mười bảy của KTC. 23 Hero. 9 bỏ quá. 16 19 nhé, đầu này 19 này, có chữ nhật này. 21 này. 17 này. 21 cái này không có hiệu. 27 này. 32 này. Net to red này. 36 của tộp này. 21 còn nhé. 21 đổi được cái này qua cái này. Asahi. 21 Asahi. Là 6. 6 còn chứ. 26 của sinh lái này. 30 của Edner. 36 của tộp. 36 rồi. 36 rồi à. 36 tộp đấy. Rồi 36 cái này bỏ quá. Có rồi. 35 của Edner. 32 có rồi. 38 chưa có. 38 Asahi. 41 của tộp. 50 của hồ xí này. 46 của Net Tourette này. 58 của Asahi này. 60 của Asahi. 55. 55 của Asahi. Cái này đẹp. Rồi.
Một kỳ 80.000. Năm tư có đó. Đó, ngân cái đó. Để đó. Để đó, cái quái kiện. Hai bồ. Rồi 12 kỳ luôn. 12 kỳ. Bộ này 900. Bộ này 900.000. Đây này. Ôi năm à, 900.000 bên này. Tiếp theo 17 net to red này, 21 này, hô xí này, 27 Asahi, 30 Asahi, 36 Dragon Pocket tiêu, 38 IKK, 41 Neturet, 32 Asahi, 35 IKK. À. 38 này. 46 Asahi. 50 Osaka Tanko. 54 Hoshi, 58 Koto, 750 á. 750.
Rồi em còn mấy quả vong. 11, 13 của toner. 14, 17 super. 14, 17 sâu quá. Cái này 14, 17 của sân ký. Năm phần tám, 11/16 của toner, 12/14 super, 80.000. Ở cái bài 80.000. Chiều đâu 17.000. Còn mấy quả này, 80 này, 14/17 này, 14/17 này, tối ta mất tố, 14/17, 14/12, 17/19, 14/17, 14/17, 22/24, 14/17, 10/12, 80.000. Rồi 80.000. Rồi, ở cái bài mọi người. Ở cái bài có cái 17/19 này, của ca má này. Rồi 100.000. Nó đủ bộ. Ở cái bài em sửa lại 100.000. Tiếp theo này, 11/13 này của cáo tố tún, 12/14 của tụm, 10/12 của cá TC, 14/17 tối 8 một tố, 14/19 của nó neon, 19/21 Asahi, 21/23 IS, 19/22 Nikken, 14/22 KBC KBS, 21/23
Nikken 14, 12 cột tụt. Rồi 100.000 đi. Thôi chỉ 100.000. Em còn mấy cái này. Đầu tiên là 14, 17. Hai ba hai một xanh ký này, 17, 19 xanh ký, 17, 19 của Toyo Tokyo, 12, 14 của Toyota Moto, 12, 14 Asahi, 14, 17 của Asahi, 60.000. Ở 20, 60.000. Quá cho nhiều rồi. Bỏ cái bang đã. Có cái lược dầu. Lược dầu thì bếp. Giá bằng á. Này 100.000. Đường kính của nó là 10. Đường kính là 10 cm. Này đi cửa 8 sen. Hỏi 11 100.000. Thì em có một cái cao này, cái xúc đất, một cái xúc đất này, nó hơi bị cong đấy, cần máy cong đấy. Một cái còn đây cũng xúc đất, một cái cao này, cô vá này. Một cái kẹo da bắn này, một cái đánh lửa này, giống như là thắp xả 10 đếm á, đây. Này mở đây nè. Mở đây nè. Đây. Cái này chạy được á. Rồi. 80.000.
OM12 80.000. Tiếp theo em có cái cửa này hiệu ARS. Rồi, cái này về phải dùa lại nữa, người ta xa quá rồi. 90.000. ARS này thì lửa dài 18. OM13 90.000. Tiếp theo một cái cửa góc hẹp này, gồm có hai lưỡi, thay thế một lưỡi như này, 70.000. Dài 20 cm. OM14 70.000. Tiếp theo có một cái ngang như này này, ngang qua ngang lại như này này, đầu 3/4, đầu 3/4, hiểu cái này là AS hạt, hiểu AS hạt, đầu 3/4. Rồi 140.000. Tổng chiều dài là 49 cm, gần 50 cm. OM15 40.000. 140.000. Tiếp theo em có cái cuộc như này, cuộc như này, cuộc này to, tổng dài là 27 cm, tổng dài 27 cm, chỗ này khoảng hơn 5 cm, đường kính cái lỗ thì 6,5 cm. Rồi 150 á, nó có triền cái này, mơ bị mơ rồi, triền bị mơ rồi. OM16 150.000. Tiếp theo lên cái rụt ni vé, rụt ni vé này, hiểu là mắc nhà bằng này, hiểu biết gì đấy, mất cái gai sau đó, cái mở đầu này vẫn còn nguyên này, tẻ đó. Này thì mỗi lần mà bấm vào thì phải giật ra đó, nó mắc cái ngừng đó, 3 lần. Tẻ lần nữa. Ngoài hình như này á, 240. Cái này dài là 26 cm. OM17 240. Tiếp theo có mùi khuẹt. Mùi khuẹt này phí là 70. Phí 70 giá bán. Rồi 29. Này kẹp đầu 17 lý. Tổng dài là 40 cm.
Hồ em mới 8 290 nghìn. Thịt xém có cái mỏ lết rắn. Hiệu Mitsubishi size 600. Bột năm tư. Bột năm tư. OEM 19 440 nghìn. Tiếp theo có cái bùa ô hạt size 1/2. Này 150. Càng dài 35 cm. Nặng 8,5 lượng. OE 20 150. Tiếp theo có cái bấm giá hiệu Mark da băng. Này bấm được lỗ 3 lý đó. Bấm lỗ dài 3 lý đó. Bấm vô tư á, 140 nghìn. Nó có cái cử này, cử để mẹ ăn đồ xấu càng này. OM 21 140 nghìn. Tiếp thêm có hai cái xa cày. Cái này là 390 390 mm. Triền đây. Cái này triền đây. Này hàng này đi quen thuộc rồi. Cái này 450 mm. Đầu đây 100 nghìn. Hai cái như này. OE 22 100 nghìn. Tiếp theo có cái cửa này 60 nghìn. Cửa hai đầu đây đắng hơi dài hơn, đây thì mịn hơn. Lưỡi là 19 cm. 60 nghìn. OE 23 60 nghìn. Có đem theo cái bính này. Một cái xa cày này. Xa cày này là 600 mm. Kiềng này này. Một 130 nghìn. Này là dạng nó cong cong như này nhé. Dạng cong cong như này. Nguyên tín của nó. OE 24 130 nghìn. Tiếp theo có cái mỏ lết Lotter 300 mm. Ngoài hình như này đấy. Này nó bị đọng ở sau này rồi. Rồi 100 nghìn. Nó không ra được vì người ta đóng sau này đâu. Còn khá là cứng. Hơi xúc xịt nhẹ. 100 nghìn. OE 25 100 nghìn.
thì em có cái đục này, cái mũi đục này. Tiền N mũi này là mũi 24, em đo đây là 24 này, 24 5. Đấy, da là 45 cm, khoảng 45 cm, 160.000, 160, 26, 160.000. Tiếp theo lên cái combo, dài 18 cm. Rồi, 70.000. Rồi, 27. 70.000. Lấy cái dây á. Lấy dây sạc đi. Tiếp theo có cái kim cắt Hiệp Vui Gia. Tổng dài là 18 cm. Này, này vệ sinh nó bị cần quá này luôn á, nó chạy quá này luôn á. Này cắt đi vô tư đó. Rồi, 80.000. Rồi, 28. 80.000. Tiếp theo có kim cắt Vui Giá. Dài 15. Bốn mươi nghìn. Rồi 29. 40.000. Tiếp theo gọi cái tay lắc đầu 1/2, giá 250, hiệu lót tớ 140.000. Rồi 30, 140.000. Tiếp theo kim điện hiệu Mary, tổng dài là hơn 21 cm. Nay có cận nhà đó, từ tẹt đó, cắt bình thường. Rồi, 150 á. Vợ không sao nhé. Rồi, 31. 150.000. Tiếp theo cái mỏ lịt 250 hiệu Macrack, 70.000. Rồi 32, 70.000. Tiếp theo kim cắt, kim này rổ này,
mắt nhìn da bằng hiệu Victor. Da nó mới chìm sáng. Sao mình in OE33 60.000. Tiếp theo một cái bùa bô bi hiệu ổ hạt cạn sợi thủy tinh size số 1 130.000. Tổng da là 30 cm, hơn 30 cm. Nặng tổng là 6,5 lượng. Hoa 34 130.000. Tiếp theo một cái cào hiệu tổ. Mất cái đầu này. Cào này sai lượng. Sai là 250 120. Cái này 107 đó. Xa nhiều rồi. OE35 170.000. Tiếp theo một cây Lotter. Lotter M3. Cái này là 300, 120, 30, 12, 30 cm, 12 cm. OE36, 230. Quả dao gấp. Gỗ này gỗ mũng vậy. 80.000. Tổng da là 19 cm. OE37 80.000. Tiếp theo qua ba kẹo. Đầu tiên một cái mỏ cong tiền đầy đủ. Một cái mỏ thẳng dài. Một cái này không có tiền. Cái này là 25. Cái dài giữa là 30 cm. Cái này là 23 cm. Ba cái này răng ở đây đủ, răng miệng đây đủ đẹp. Một 110.000. OE38 110.000. Tiếp theo có ba cái như này, một cái mỏ xiên này, một cái mỏ thẳng này, một cái cắt tốt sẵn tiền này, tiền này, tiền này. Cái này đi hơi cận, lửa hơi cận.
Lửa hơi cận nên cái này bọt quá. Cái này bọt quá. Rồi cái này tiền nhiêu này. Lửa sáng đẹp này. Cái này dài 29 này. Cái này gần 29. Cái nhỏ nhất đó, giá 22. Rồi ba cây 120.000. OE 39 120.000. Có hai cây như này, triền này, một cây xẻo, một cây thẳng, tổng dài là 25 cm, chia đều hay, tốn hay. Rồi, tẹt sữa quá cái, mấy cái này thì cắt bình thường đó. Đây. Cắt bình thường, em cắt tết trái mà nó cũng bình thường à. 80.000 hai cây. OE 40 80.000. Có ba cây như này, một cây thẳng này, một cây cắt sẵn này, một cây xẹo này. Này thì hơi bể nhẹ này. Cái miếng xẹo này hơi bể nhẹ đó. Mình thẳng lên lưới con Nguyễn. Rồi. Cái này dài là 26 này. Cái cắt xẻo là dài 28 này. Một cây dài 25. 120.000 ba cây này. OE 41 120.000. Theo lên 3 cái sủi. 3 cái sủi 60.000. Này tay quán này. OE 42 60.000. Em gọi cốt chim. Cái này đi ngoài đi hơi rồ. 230 hiệu Elephant. Nặng 2,5 kg. Nặng 2,4 kg. Da là 54. Bảng là 7,5. 7,5 cm. 230. OE 43 230.000. Hôm qua cái đục sẹn hiệu là KK.
2.8. Tổng gia là 40. Bảng 13, ngang là 10. Đầu kẹp 17 lý. OE 44, 2.8 anh em. Tiếp theo còn biết nhận này. Bùi con mắc cái da bắn này. Rồi, mùi đầy đủ trong này. Tổng giá là 22 xe. OE 25, 45, 80.000. Tiếp theo qua 3 cái mùi đục. Đầu 17 lý. Cái này giá 26. Ở giữa là 22. Cái ngoài này là 25. $100.000. OE 46, $100.000. Tiếp theo có cái màu lệt này, 10 in này, 250 này. Đều là 250, một cái súp tớ, bít to, một cái lót tớ. Ngoài đi nó bị rổ này. Lưỡi đi con Nguyễn. Răng này con Nguyễn. Rổ. Rồi. 132 cái. OE 47, 130.000. Tiếp theo có hai cái kẹp này. Tiền đầy đủ. Cái này là 26. Cái này 24. Cái này bảng là 7.5. Cái này là 3.5. Rồi. 150 hai cái. OE 48, 150.000. Tiếp theo đối chuột 14-17 MCC. 47 MCC. 100.000. OE 49, 100.000. Tiếp theo cái cân hai đầu 17-21 của MCC. Trăm hải. OE 50, 120.000. Tiếp theo có hai cái dao ghẹp. Cái này bị gãy mũi nhẹ. Hai cái gãy mũi nhẹ đó. Có truyền hiện. 100.000 hai cái. Này về mài quá thì là OE 51, 100.000.
Tiếp theo em có cái cuộc này người ta hàng cuộc nhỏ, tổng giá là 14, bảng này là 7,5 cm, dài 5 lý, 70.000. Cả này sai tạm được đấy. Ở em 52, 70. Tiếp theo em có 2 xe cây này, 2 cây 450, 2 cây 450, 110.000, 2 cây này. Hoài 53, 110.000. Tiếp theo hai cái này, hai cái này còn 450 luôn, có một cò truyền hết. Rồi 110.000. OE 54, 110.000. Tiếp theo hai cái này, cái này không có mộc, cái ngoan thì có tiền đấy, rồi 100.000, dài 45 thì đó, 450 thì. OE 55, 100.000. Tiếp theo hai cái này 450 hết, mộc này, mộc này. Rồi 110.000. Rồi 56, 110.000. Quá cái bùa. Bộ này 2 ABS, 2 ABS không có mộc, 120.000. Nặng 1 kg á, nặng 1 kg. OE 57, 120.000. Tiếp theo một cây bùa tốp 1/2, 130.000. Nặng là 8 lượng. Cảng dài 37. OE 58, 130.000. Rồi, video em mới kết thúc rồi. Cũng cả trễ rồi. Chào mọi người. Hẹn mọi người tiếp theo.